này đúng là một cái môn thể thao rất là tuyệt vời. Còn cái này nè các bạn, cái này là chỗ người ta lướt ván xuống nha các bạn, tức là người ta trượt xuống nè. Cái này cúc man các bạn nhìn nè, đó chuẩn bị bé này sẽ trượt xuống. Wow, đó này thấy các bạn thấy không, trời nắng đẹp quá, tập trung người ta ăn uống đây, tắm nắng. Ai cũng tập trung ra ngồi ngồi hết các bạn, tầm này vắng bóng. Trong nhà này không có người luôn á, mà tận ở bên trong thì có vài người. À, các bạn, bây giờ người ta đem ra đỡ người ta làm á, ta chuẩn bị. Wow, các bạn xem, hi, à, các bạn xem, đem ra tới chắc cũng gần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiếc luôn các bạn, 7 chiếc lướt ván, những cánh ván đó các bạn. Đồng phục của một cái đội của người ta. Đẹp quá các bạn. Các bạn, người ta tập, người ta học, người ta lướt, người ta đụng nhau. Bây giờ người ta ngã, người ta đi ra, người ta không muốn nữa là người ta thả cái cánh diều đó, người ta thả xuống tự động nó rớt. Đẹp quá các bạn ơi. À, người ta không thích lướt ván nữa là tự động người ta thả cái cánh diều đó, nó ngã xuống. Ngã xuống người ta phóng xuống thôi, người ta nhảy xuống thôi. Cái này là cát sờ. Cái này người ta đứng xếp hàng, người ta mua vé để đi ngắm đi thuyền ở các bạn, đi ngắm phong cảnh ở bờ hồ này nha các bạn.
cánh bườm ở các bạn, cánh thuyền cánh bườm đó để người ta rước nước bán, bên thì giờ cánh thuyền đẹp quá các bạn ơi. Đây là cái nước ván lớn luôn đó các bạn. Mình thì cũng không có am hiểu gì mấy cái này, mình chưa bao giờ chơi qua cho nên mình cũng không biết phải nói như thế nào, thì các bạn thông cảm nha. Mình chỉ hiểu bao nhiêu thì mình nói bấy nhiêu, nếu cái gì mà không đúng các bạn du di bỏ qua cho nha. Đây nè các bạn, đây là những cái cánh thuyền người ta đỡ đây. Rồi đằng kia cũng có nữa kìa các bạn, quá chừng chừng luôn. Đó là những cái trắng trắng kia nè các bạn, là cái ván đó các bạn. Wow, ở trong nhà kia cũng quá chừng chừng luôn các bạn ơi. Trong này là nhiều cái nước ván nè. Đó các bạn xem, mình về mình quay cho các bạn xem nha. Đó, wow, quá chừng chừng luôn. Hello. Ở trong kia đồ đầy đủ. Có gì cũng đó không các bạn, thì ở đây chỗ nước ván mà. Đây là những bộ đồ để người ta mặc, người ta nước ván cho nó khỏi ướt đó các bạn. Wow. Bờ hồ lớn quá thôi các bạn ơi. Đến đây coi kìa, con gái mình nó điệu kìa. Ông xã mình chụp hình cho con gái mình đó. Ok, thôi mình quay clip đến đây là mình xin dừng tại đây nha các bạn. Chúc các bạn xem clip vui vẻ.